Thời đây mà muốn đọc tin tức á, dân người ta lên trên Facebook người ta đọc, chứ ai mà thèm đọc báo của đảng và nhà nước nữa. Biết tại sao không? Tại vì báo chí Việt Nam bây giờ nó như cái lồng vậy đó. Mẹ nó, cái sự kiện 18.000 người dân ở Hà Tĩnh kéo xuống đường biểu tình rần rần chống Formosa, đòi lại môi trường sống trong sạch. Rồi trong khi báo chí nước ngoài người ta đăng rần rần vậy đó, mà báo chí trong nước hơn 700 cơ quan lớn nhỏ đéo dám đăng. Vậy đó, chứ hễ trong showbiz nha, mà có thằng nào mà nó quất con nào mà bận áo lòi vú, hay con nào ngủ mà lỡ dạng háng ra là ta nói nó đăng liền. Sẵn đây hỏi luôn, ê thằng khốn nạn Formosa, mày sáng con mắt mày ra chưa mày? Mẹ mấy tháng nay mày nghĩ mày có hai quỹ đảng với nhà nước bảo kê cho mày là mày ngon hen, mày mất dạy hen, mày thách thức nguyên một cái dân tộc Việt Nam này hen. Đó, bây giờ mày thấy không? Trước sự nổi giận của người dân á, mẹ tao nói công an nó lột áo lột quần nó chạy trốn chết mày ra nó luôn, y như mấy con chó chết vậy đó. Ở đó mà còn ở lại bảo vệ cho tụi bay hả? Tao nói đây cũng là bài học chung cho những thằng nào mà như thằng Formosa trong tương lai á. Đừng có chọc giận lòng dân Việt Nam. Bởi vì một khi dân đã nổi giận rồi thì tụi bay chỉ còn cách là chui ống cống thôi, nghe chưa? Bây giờ mày á Formosa, mày banh lỗ tai, mày chành lỗ nhĩ ra mày nghe cho rõ nè. Mày phải có trách nhiệm bồi thường tất cả những tổn thất mà mày đã gây ra cho nhân dân của 4 tỉnh miền Trung. Nhớ là bồi thường cho nhân dân, chứ đéo phải là cho cái đảng mất dạy kia, nghe chưa? Mày phải lập tức cuốn gói và cút xéo ngay ra khỏi lãnh thổ của nước Việt Nam tụi tao. Còn hai thằng khốn nạn tên đảng với nhà nước, tụi bay cũng chọn đi nghe không? Một là tụi bay chọn đóng cửa nhà máy Formosa, hai là nhân dân Việt Nam sẽ chọn đóng cửa chính phủ của tụi bay. Mẹ tụi bay nhân đạo với Formosa có nghĩa là tụi bay đang bất nhân với nhân dân Việt Nam đó. Mẹ hôm nay là Formosa thôi, ngày mai là sẽ tới lượt tụi bay đó. Hỏi các anh quân đội nhân dân Việt Nam, các anh hãy thức tỉnh đi các anh. Trời ơi, các anh làm ơn tỉnh thức giùm đi. Các anh ơi, các anh đã sáng mắt các anh ra chưa? Các anh nhìn đi, cái bọn lãnh đạo ăn trên ngồi tróc trên đầu trên cổ các anh nhìn, trên đầu dân tộc này nó bán nước Việt Nam mình, nó bán biển cả Việt Nam mình cho tụi ngoại bang. Rồi nó ôm tiền của đó, nó có cả một cái hệ thống chuyên cung cấp đồ ăn hàng hóa sạch để phục vụ cho gia đình dòng họ nhà nó. Lớp thì nó ẩm gia đình, ôm tiền của chạy ra nước ngoài mẹ nó hết. Còn lại các anh, gia đình con cái các anh cũng chỉ là nạn nhân của chế độ này thôi. Các anh hãy quay đầu đứng về phía nhân dân đi, quay đầu lại với tổ quốc đi các anh. Bởi vì tổ quốc này đã sản sinh ra các anh, và nhân dân lúc nào cũng cưu mang đùm bọc các anh hết, chứ đéo phải là cái đảng tà quyền mất dạy kia đâu. Đồng bào ơi, đừng sợ hãi nữa. Một cánh tay giơ lên thì hàng ngàn hàng vạn cánh tay khác mình cùng giơ lên nha bà con. 41 năm qua, cái đảng mất dạy này đã bóc lột tới tận xương tủy của bà con mình rồi. Nó chẳng những cướp nhà, cướp cửa, mà nó còn cướp luôn cả quyền làm người của người dân mình. Bây giờ, nó còn muốn triệt luôn cả đường sống của dân mình nữa. Chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhất để mà tồn tại. Đó là phải nắm chặt tay nhau, đứng lên đấu tranh. Cho dù có tới hơi thở cuối cùng, mình cũng phải đấu tranh để mình giành lại những gì mà mình đã mất. Đấu tranh ở đây không phải chỉ riêng cho bản thân của mình, mà mình đấu tranh ở đây là cho con cái, cho những thế hệ đời sau của mình nữa. Còn về phía bọn tà quyền bán nước, đây là lời nhắn nhủ từ phía người dân của tụi tao dành cho tụi bay. Tụi bay á, đừng có chỉ lo cho thằng khốn nạn Formosa không, mà tụi bay hãy tự lo cho chính bản thân của tụi bay trước đi. Bởi vì một khi lòng dân đã căm phẫn tới cùng cực như bây giờ, thì sự sụp đổ của tụi bay chỉ là trong nay mai thôi. Nghe rõ chưa? Thức tỉnh đi, đồ quỷ! Ủa, công an là cái quần què gì mà chẳng chó dữ vậy tụi bay? Công an chỉ là đầy tớ của dân thôi à, sao mất dạy dữ vậy? Làm người đéo muốn làm thú, thú hai chân mà phải chó xanh mới chịu. Mẹ nó, tao nói dân đói dân khổ, đảng và nhà nước đã đéo tạo được công ăn việc làm cho dân thì thôi. Bây giờ dân người ta đi buôn gánh bán bưng, người ta làm ăn lương thiện, chứ người ta có ăn cắp ăn trộm gì không? Người ta có đào mồ đào mã không có nội cha nhà tụi bay, người ta lật bàn thờ nhà tụi bay không? Mà sao tụi bay rượt dân, tụi bay đánh dân như tụi bay đánh giặc ở ngoài Hoàng Sa, Trường Sa gì tụi bay? Đưa hai bàn tay tụi bay lên dòm kìa, thấy gì không hả? Đầy máu của đồng bào tụi bay trên đó đó. Trời cao có mắt hết nghe tụi bay. Rồi đây những chuyện tụi bay làm, con cái tụi bay nó sẽ hưởng phước của tụi bay hết á. Ủa chứ xã hội này thiếu con mẹ gì chuyện như tụi bay làm vậy? Ăn trộm, ăn cướp, giật dọc, xì ke, ma túy, hãm hiếp, giết người đầy đường. Đéo dám đi bác. Tụi Trung Quốc nó qua nước mình, nó bắt cóc dân mình, nó giết mổ lấy nội tạng đem về xứ nó, đéo dám đi bác. Mẹ ăn tiền thuế của dân mập thay, thằng nào thằng nấy nhớ con heo nào. Rồi ngứa háng, toàn đi rượt mấy bà già đó, mấy người đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm như mấy đứa con nít mà đi buôn gánh bán bưng á. Đánh người ta bể đầu chảy máu, coi ác nhân hất đất không. Mẹ
cái đám thú tính như tụi bay á, rồi có ngày tụi bay khát máu rồi tụi bay quay qua tụi bay giết chính vợ con cha mẹ tụi bay ở nhà tụi bay không chừng á. Mẹ nó, còn cái đám nhà báo á, tụi bay cũng khốn nạn y như tụi nó vậy đó. Tụi bay á, sống là nhờ dân tụi tao nè, mà tụi bay đéo biết điều. Tụi bay bẻ công ngồi viết hen, tụi bay viết bài bất lương quá à. Tụi bay bao chia cho cái thứ khốn nạn công an, chó xanh chó vàng á. Mẹ nó, rồi tụi bay thấy không, lúc mà đụng chuyện xảy ra nó cũng đánh tụi bay lên bờ xuống ruộng thôi, chứ nó có tốt làm gì với tụi bay đâu. Bà con dân mình ơi, một con ngựa đao cả tàu bỏ cỏ, phận cùng là dân đen với nhau, mình phải đoàn kết, mình binh vực, mình bảo vệ cho nhau. Ngày hôm nay cái đám khốn nạn này nó có thể giết, nó có thể đánh người khác bể đầu chảy máu được, ngày mai sẽ là tới chính mình, con cái gia đình mình này à. Còn cái đám mang nợ máu đồng bào tụi bay á, mẹ dạo này trời mưa gió sấm sét dữ lắm á, đi ra đường cẩn thận nha mấy con. Có chừng Thiên Lôi á, ổng ở trển á, ổng dòm xong ngứa mắt, ổng giọng cho vài búa cho chết mẹ tụi bay hết đi. Mẹ đâu có thứ hại dân hại nước. Tổ mẹ cái đảng cộng sản quân que, tổ mẹ cái lũ sai nha của đảng, mặt người mà linh hồn chó dại, đánh dân hôm nay sướng tay không tụi bay. Mẹ tụi bay nên nhớ là tụi bay ăn lương tới phì thay ra từ chính những người mà tụi bay đánh đập hôm nay đó. Mụ nội ông Đinh La Thăng, mẹ tối ngày ông đừng có dẫn cái mỏ ông ra mà ông xạo quần ông mị dân nữa nha ông Thăng. Ông nói thì hay lắm mà đéo thấy ông làm được cái quần què gì ra hồn ở trong Thăng. Từ ngày cá múa biển cả bị nhiễm độc tới nay á, ông đắc có làm được cái gì để mà ông hỗ trợ dân, hay ông phát biểu được một câu cho nó minh bạch công khai. Vậy mà dân người ta chỉ kéo xuống đường, người ta biểu tình ôn hòa, người ta đòi lại quyền được sống trong một cái môi trường trong sạch, mà ông ngứa hán sao ông xuyệt quân ông ra đi đánh đập đàn áp người ta. Trời đất ơi, tới nỗi đàn bà con nít mà ông cũng đéo có tha nữa, sao mà ông hèn dữ vậy hả ông Đinh La Thăng? Dân Việt Nam tụi tao dễ ăn hiếp quá hả tụi bay? Trời ơi, tụi tao á, nó qua nước mình nó đi ngời ngời ngoài đường đó, nó mất dạy, nó không hách cỡ nào dám đi ra động tới cộng long hán tụi nó không hả? Sao tối ngày sách dân tụi tao ra đánh giống như đánh kẻ tử thù vậy hả tụi bay? Dân người ta xuống đường, người ta biểu tình chống công ty Formosa nó thải chất độc hại ra biển, người ta muốn yêu cầu cái môi trường sống trong một môi trường trong lành, chứ bộ người ta đi biểu tình chống ông có nội nhà tụi bay hay sao mà tụi bay xách dùi cui, xách roi điện, xách còng số 8 đi ra bắt bớ đàn áp người ta. Tụi bay có ngon tụi bay xách ba cái thứ đó đi ra ngoài Hoàng Sa Trường Sa đó, tụi bay khè tụi tàu kìa, coi thử tụi nó có cho tụi bay ôm đầu máu chạy về không, rồi thử coi tới lúc đó có cái thằng nào tên Đảng xách giái ra cứu tụi bay không cho biết nha không. Mẹ dở sách hiến pháp ra mà đọc đi mấy con chó dại. Điều 43 trong sách hiến pháp của nhà nước Việt Nam quy định rõ ràng tất cả mọi người dân đều có quyền sống trong một môi trường trong sạch và phải bảo vệ môi trường đó. Mẹ bây giờ môi trường nó đéo trong sạch nữa thì phải xuống đường biểu tình để mà bảo vệ nó chứ. Làm cái gì mà đánh đập đàn áp người ta hả? Tao nói khốn nạn chó má nhất là đi ăn hiếp đánh đập đàn bà với con nít á. Đàn bà con nít đâu có sức để chống cự tụi bay, đâu có vũ khí đâu mà chơi lại tụi bay. Có ngon bỏ đồ chơi xuống bước ra chơi tay đôi với lại người dân kìa. Lựa mấy người dân mà sức dài dai rộng mà chơi tay đôi với người ta, dám không? Mẹ cho tụi bay đi đánh đàn bà với con nít á, nhục nhã lắm tụi bay ơi. Mẹ rồi con cái tụi bay á, làm sao mà nó dám ngước cái mặt ra đường để nó nhìn cuộc đời, nó nhìn bạn bè của nó. Khi nó lỡ có thằng cha con gái mẹ đê tiện như tụi bay, bị cả thế giới chửi bới lên án hàng ngày giống như tụi bay, làm sao con cái tụi bay nó sống nổi hả tụi bay? Mẹ tụi bay, dân trong nước thì đói khổ còn hơn con chó đói. Đắc thấy làm được cái trò trống gì ra hồn để mà hỗ trợ người dân. Ngoài biển á, thì Trung Cộng nó đâm chìm tàu ngư dân, nó giết hại ngư dân của mình. Trên bờ thì Việt Cộng đàn áp, đánh đập bắt bớ người dân. Mẹ, sao mà người Việt Nam của tụi tao khổ còn hơn con chó vậy hả tụi bay? Tao nói cho mấy thằng mấy con nào đang hả hơi gây tội ác, gây nợ máu với đồng bào, tụi bay ngu chết mẹ luôn, tụi bay biết không vậy? Mẹ tụi bay ăn rồi tụi bay xòe tay, tụi bay nhận ba cái đồng tiền lẻ của tụi lãnh đạo ở trên, nó bố thí cho tụi bay, rồi nó xúi tụi bay đi đánh đập đàn áp dân của mình. Trong khi tụi nó con cái, nhà cửa, tiền bạc, tụi nó tẩu tán ra nước ngoài mẹ nó hết rồi. Hễ có chuyện gì là nó xách hán không của nó giọt ra ngoài à. Có phải còn lại gia đình, nhà cửa, mấy cái mặt chó tụi bay lãnh đủ hết không hả? Hỡi người dân Việt Nam, bà con nên nhớ, chúng ta sinh ra, chúng ta không có quyền được lựa chọn quê hương. Và chúng ta cũng không có lỗi khi mà làm người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cúi đầu sống hèn, sống nhục, cúi đầu để con cái chúng ta làm nô lệ, sống trong nghèo đói, bệnh tật, nợ nần, thì đó chính là lỗi lầm của những bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta. Chúng ta yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục cúi đầu cam chịu cái lũ mọi nó đàn áp trên đầu, trên cổ chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Còn riêng với cái thằng mọi khốn nạn mang tên Đảng, mẹ mày Đảng, mày hãy nhớ,
Một khi mày đã chọn cái con đường mà đối đầu trực diện với người dân bằng bạo động á, là mày đã đi quá sai đường rồi đó đảng. Mày đã tự đào mồ chôn chính mày đó đảng. Còn nữa đảng, mẹ thương mẹ mày giùm cái đi đảng. Bả già quá rồi mà mày cứ gây tội ác hoài, để cho 90 triệu dân người ta hài bả ra, người ta chửi mỗi ngày. Một đổ 10 bả, hai đổ 10 bả. Rồi làm sao mà bả chịu cho thấu hả đảng?